Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Hoa Lan của em. Thì hôm nay em xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách em chăm sóc cây lan ngọc điểm có bộ rễ ổn định. Cái này là em mới trồng ra Tết, em chia sẻ cách trồng đó cô chú anh chị. Bây giờ trước tiên em mời mọi người quan sát bộ rễ của nó đã bắt đầu ổn định rồi ạ. Một cây nó cũng đã có rất nhiều rễ, ví dụ như cây này thì rễ nó cũng đã phân nhánh rất là nhiều. Đây ạ. Cây bên kia, rễ này là của cây bên kia. Thì sau khi bộ rễ đã bắt đầu ổn định như thế này thì nó có thể ăn phân NPK được rồi, tức là phân bây giờ mùa này là cũng đã bắt đầu mùa mưa. Em khuyên cô chú anh chị và các bạn mình nên chăm sóc 20 đều đi ha. 20 đều đi. Một tháng mình phải bổ sung vi lượng một lần nha cô chú anh chị. Vi lượng ví dụ như cam bi nhập, hoặc là cái chai vi lượng em lại không mang lên đây. Cam bi nhập, gói cam bi nhập dạng gói, hoặc cô chú anh chị và các bạn mua loại nào cũng được, nhưng mình nên bổ sung thêm vi lượng cho nó. Nó có đồng, sắt, kẽm, magie, canxi đó cô chú anh chị, thì nó sẽ giúp cây lan của mình cứng cáp và khỏe mạnh hơn đó. Rồi mọi người thấy bộ rễ rất đẹp đúng không ạ? Hôm nay em tưới phân bón lá cho nó. Trước khi tưới phân cô chú anh chị và các bạn phải tưới sơ qua nước nhé, để cho nước ráo đi rồi mình sẽ tưới phân. Thì em đã tưới sơ qua nước rồi. Cây này bữa trước ra rễ chậm hơn nè. Cái này là ngọc điểm rừng bóc trụ nha cô chú anh chị. Đấy. Rồi hôm nay em sẽ tưới phân cho nó NPK. Mùa này thì em bắt đầu là cho phân 20 đều rồi ạ. 20, 20, 20 để cân bằng nhau, để cây lan của mình nó cân đối hơn, nó sẽ phát triển tốt hơn. Vì mùa này là nó không, mình đã phục hồi cây rồi, ra rễ rồi, thì mình nên tưới 20 đều cho nó, một tháng 2 đến 3 lần. Nếu mà có điều kiện thì có thời gian á, nếu mà cô chú anh chị và các bạn có thời gian thì 10 ngày mình có thể tưới một lần. Và xen kẽ nhau thì ví dụ như giữa chu kỳ 10 ngày này thì mọi người có thể bổ sung thêm vi lượng hoặc là thuốc phòng bệnh hay cái gì cũng được ha. Em hôm nay em tưới 20 đều kết hợp với B1 ạ. B1 thì cô chú anh chị và các bạn pha loại nào cũng được nha. Chỗ nhà em bắt đầu có tiếng ve rồi đây. Thì để không làm mất thời gian của mọi người thì em đã pha phân sẵn rồi. Bây giờ em sẽ tưới quan trọng nhất. Cô chú anh chị và các bạn mình phải tưới thật đẫm cái bộ gốc, nhưng về phần rễ. Tại vì những cái video mà mình pha phân bón thì nó hay kéo dài, cô chú anh chị và các bạn xem nó sẽ ngán. Cho nên em lâu lâu em mới làm một cái, em pha phân từ đầu đến cuối thôi. Còn em sẽ cắt bỏ bớt cái phần pha phân đi. Em chia sẻ với cô chú anh chị những gì mà cây lan của mình nó có thể phát triển tốt nhất. Đó, em đã tưới xong rồi đây ạ. Và em sẽ tưới nước xả lại sau 3 tiếng nữa. Tưới nước xả lại để nó tránh những cái phân đọng lại ở trên lá này này cô chú anh chị. Nó sẽ tan ra hết để nó khỏi bị cháy lá nhá. Cây lan của em đang chuẩn bị rớt một cái lá chân này rồi đây ạ. Tại vì do quá trình phục hồi á, nhiều khi mình trồng mới nó cũng sẽ bị bỏ một vài cái lá chân, không sao đâu nha cô chú anh chị. Em trồng cũng bị bỏ lá chân. Xem ở trong đây bộ rễ rất là thích luôn. Một cái đầu rễ này nó bám rồi, nó phân nhánh ra ba rễ luôn ạ. Thì kích rễ để được như thế này là em kết hợp giữa B1 và OG Home, em đã chia sẻ rất là nhiều rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Hoặc cô chú anh chị và các bạn có thể kết hợp AC Root, AC Root và OG Home nha. Nó sẽ phát triển rất tốt về bộ rễ. Và rễ thì có thể là mập, rễ mập. Mình có thể kết hợp thêm phân cá Cecil và bao Ophix một tháng. Mùa này mình chỉ nên tưới một tháng một lần, không nên tưới phân cá nhiều quá nha cô chú anh chị. Tưới nhiều quá thì cây lan ngọc điểm của mình nó có thể dẫn đến bị dư đạm và bị thối lá, nếu như cô chú anh chị và các bạn không phòng bệnh tốt á. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy video của em hữu ích, có thể mang lại giá trị cuộc sống, hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh nha.